Những tình huống hài hước, ngây thơ của con trẻ khiến người lớn bật ngửa. Đoạn clip ghi lại cảnh một cậu bé soái ca, đeo tả, đang coi phim siêu nhân trong phòng khách. Thấy yêu quái xuất hiện, cậu bé đã cầm đồ chơi phi thẳng vào tivi. Chết chưa, yêu quái đã bị trọng thương nhẹ, đèn thui một góc rồi. Khoái chí, cậu ta tiếp tục ôm thêm một vũ khí lao đến tivi. Chết mày nè, thấy yêu quái đã thấm đòn, cô bé chạy lại dọn thùng rác đổ thúi nhà. Đúng là con trai mẫu mực, vừa giỏi việc nước vừa đảm việc nhà đây mà. Tiếp theo đây là tình huống một cậu nhỏ lạc vào trò chơi mê cung, xung quanh toàn là gương, nhìn đâu cũng thấy cái mặt mình. Cô bé hoang mang dò đường ra, lo nhìn theo ông anh đi phía trước, cậu nhỏ liên tục va vào gương trước mặt rồi quay sang và tiếp vào bên trái. Nhìn cô bé ăn nguyên cơm bồ tuy là rất thương nhưng cũng không nhịn được cười, mốt hết dám chơi trò này nha con. Ông bà xưa có câu, có thờ có thiên, có kiêng có lành, quả là không sai. Ba mẹ đang ngồi trước sân, em bé chập chững bước vô nhà, rồi quẹo trái ngắm nghía bàn thờ thần tài thổ địa. Thấy có trái cây, vừa mánh, em bé lễ phép khoanh tay cúi đầu ạ một cái, rồi tiến lại bóp trái cây như đúng rồi. Con xin rồi nha hai ông, này là của con á, ba mẹ xem lại camera chắc cười xỉu luôn con gái ơi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và đừng quên bấm nút đăng ký kênh Tình Ba Phúc Hài để theo dõi những tình huống giải trí hài hước trong cuộc sống nhé.